Khi nào thì chúng ta sử dụng constructor với nhiều tham số, tức là dùng cái phương thức khởi tạo nhiều tham số ấy. Thế khi chúng ta nói về lập trình hướng đối tượng nhá, thì chúng ta sẽ luôn nói đến các class đấy, và trong mỗi class thì khi cái class đấy được tạo ra, nó luôn có mặc định một cái default constructor không có tham số, mục đích là để khởi tạo cái những cái thuộc tính ở trong cái đối tượng ấy là về những cái giá trị mặc định của kiểu. Cụ thể hơn, đối với những cái kiểu là các class, những cái kiểu người dùng tự định nghĩa thì cái giá trị mặc định của cái thuộc tính đây nó sẽ là null, còn những cái kiểu số ví dụ int, float, double thì nó sẽ nhận cái giá trị bằng null, những cái thuộc tính kiểu bool thì sẽ nhận giá trị bằng false. Ok, rồi thì như vậy cái mục đích của cái hàm khởi tạo, phương thức khởi tạo đó là để tạo đối tượng với những cái thông tin cho trước, chỉ như thế thôi, và cũng cùng cái mục đích như thế nếu chúng ta truyền cái tham số vào. Rồi, ví dụ mình biết cái con mèo đấy nó tên là gì đó, bây giờ mình muốn tạo cái một cái đối tượng để mô tả thông tin con mèo đấy, thì lúc này chúng ta tạo ra một cái constructor với một cái tham số là tên. Rồi như vậy thì chỉ cần biết tên chúng ta đã tạo được đối tượng thông qua cái constructor này. Tiếp theo, nếu như mình biết tên, biết cân nặng của con mèo đấy, mình muốn tạo đối tượng với hai thông tin đấy thì chúng ta viết cái constructor với hai tham số thôi. Bây giờ nếu như mình biết là cái tên, biết cân nặng, biết cái món ăn yêu thích của con mèo đấy, bây giờ muốn tạo cái đối tượng về con mèo đấy với ba thông tin vừa rồi thì lại viết tiếp một cái constructor với những cái thông tin mà chúng ta vừa mới có đấy. Đây, cho thêm một cái string favorite food, trên được cái này là weight và favorite food sẽ bằng favorite food đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái mục đích của constructor là để tạo đối tượng, và khi mà chúng ta biết cái một vài cái thông tin nào đó về cái đối tượng mà chúng ta muốn tạo đối tượng từ những thông tin chúng ta đã biết thì chúng ta dùng các constructor tương ứng, thế thôi. Cái này cũng giống như kiểu bây giờ nếu như các bạn là một cái người bán hàng, làm cái nhân viên ngân hàng chẳng hạn, nếu các bạn muốn tạo tài khoản cho khách hàng mà khách hàng chỉ cung cấp mỗi số điện thoại với tên với ngày sinh thôi, thì chúng ta phải nhanh nhất để có thể tạo ra cái tài khoản cho khách hàng để người ta vào đấy người ta sử dụng, được chưa? Mà nếu như chúng ta mà thu thập đầy đủ thông tin nào là ngày sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, blah, 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 tất cả những thông tin về khách hàng thì nó sẽ rất mất thời gian rất là lâu. Như vậy thì để nhanh chóng tạo ra cái tài khoản cho khách hàng sử dụng thì phải có cái cách nào đó để tạo cái tài khoản với ít nhất những cái thông tin mà chúng ta có. Đấy, và sau đó thì khi người dùng đăng nhập vào, họ sẽ được yêu cầu là cung cấp thêm những cái thông tin khác. Đấy, sau đó thì mới sử dụng được. Thì đấy là một trong những cách để chúng ta giữ chân khách hàng, để tạo cái dịch vụ cho người dùng sử dụng một cách nhanh nhất có thể. Và nó cũng áp dụng ở trong này, đó là để mà tạo ra một cái đối tượng mô tả cái thông tin về con mèo. Đấy, với những cái thông tin mà chúng ta biết thì sử dụng các constructor khác nhau. Và lúc đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra cái thông tin. Nếu như chúng ta chỉ biết là cái con mèo nó có thông tin là tên như này thôi thì hoàn toàn ok, đấy, tạo được. Được chưa? Tiếp theo là nếu như mình có một cái con mèo khác, mình biết tên và biết tuổi của nó thì ok, tạo được. Tiếp, mình biết một con mèo khác nó có thông tin về tên, về tuổi, về món ăn yêu thích, ví dụ fish, nó thích ăn cá chẳng hạn. Thì đấy, muốn tạo kiểu nào cũng được. Đấy, chính là cái mục đích của cái constructor nhiều tham số.